À, anh có đòi vô ngủ chung với chị nữa không? Không. Bây giờ mình đè nhiều quá mình nói. Nó không nói, từ nó nói này, cái vợ của anh á trừng nhiều lắm. Chứ cho đè đi, nếu đè không đè mình cắt trừng á là vợ anh chết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chư Bư thuộc tỉnh Gia Lai. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái ngôi nhà nhỏ, nhưng mà đặc biệt á, ở trong ngôi nhà này hai vợ chồng tuổi đời cũng còn khá là trẻ, nhưng mà hiện nay hai vợ chồng có đến 15 người con và có thể mệnh danh là một trong những cặp gia đình mà có nhiều con nhất nước Việt Nam. Vậy thì cái cuộc sinh sống của hai vợ chồng cũng như là các người con như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong để nghe anh và chị chia sẻ về những đứa con của mình ha, cũng như là cuộc sống của gia đình này như thế nào. Thì hai vợ chồng là 15 đứa con. Tập trung hết là nguyên một nhà luôn á. Một tiểu đội. Đúng rồi. À, đi con trai Úc đó, đâu có Úc chắc đẻ nó không biết. Còn đẻ nữa chưa, đúng không? Chưa Úc đâu. Chưa Úc đâu. À, anh nói là ngồi gòn chứ còn chưa Úc. Hai chiếu, hai chiếu mới đủ. Hai chiếu chiếu rồi mới ngồi đủ. Cưng quá. Ai coi này mọi người, anh chưa đủ mà để dài đó. Anh còn nói là chưa có Úc đâu. À, dễ đâu. Có nghĩa là cách đây khoảng 2-3 năm có người quay thì chia sẻ là 13. Ừ. Có nghĩa là cách đây 2-3 năm thì thêm 2 đứa nữa rồi. Là bây giờ là lên 15 rồi. 15 mà còn nữa. Là còn nữa. 2 năm 2 năm trước là Úc rồi, nhưng mà còn à đó đó là 15 đó. Đó, ha. À 15 đó, đứa đứa 15 đó hả? 15 ra được bao nhiêu tuổi rồi? 15 này. À, đây 2 năm này, năm nay nữa 3 năm rồi. À, năm nay nữa 3 năm. Dạ. Ừ. Ba, quá. 3 năm lên nữa. 15 đó. À. Đứa lớn nhất là nhiêu tuổi anh? 22, 23 rồi. Rồi. Thôi bây giờ mình vô đây đi ha. Rồi, rồi, rồi. Bây giờ vô chiếu ngồi đi. À, giỏi ha. Để em cầm vô đi. Yeah, yeah, yeah. Mó, vô mày duyên nè. Đây hôm nay đến thăm gia đình mình. Sao em với anh luôn, em trẻ, em với anh hả? Có bao nhiêu thành viên trong gia đình nữa, hình như là hôm trước thì nghe nói là 13, hôm nay là tăng dân số, tăng số thành viên lên là 15 rồi. Đây, con Duyên. Đây. Con ơi, còn đứa nào nữa? Còn bạn nào nữa? Còn cái Hưng Vô này kìa. Còn cái chưa vô nữa. Chưa vô nữa. Đây này. Bẹt mạ, bẹt ngòa. Duyên. À, còn ẩm vô nữa kìa. Vô đây, vô đây con. Để cháu. Để cháu. Đây. Cháu. Nẹt rè và mãi nặng như nẹt tật trần. Ra ra, nghe cái mà bẹt ngòa. Trình như vậy. Thưa với cô bác, với anh chị, đây là hai vợ chồng của anh chị là người đồng bào dân tộc Gia Gai ngay tại Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Anh là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 51 rồi. 51. Còn chị? Yên tâm. 45 rồi. 45. Anh 51, còn chị là 45 tuổi. 45, đúng rồi, chính xác. Là hiện nay anh với chị là có bao nhiêu người con? 15 đứa. 15 đứa con. Đứa con lớn nhất là bao nhiêu tuổi hả anh ha? Chắc 25 rồi, mình nay 25 rồi. Còn đâu? Cái nhất. Bé nhất đây là 2 năm, lên đây là 3 năm rồi. 3 tuổi, bé nhất là 3 tuổi. Đây này, đây này. Gần 3 tuổi. 3 tuổi nè. Thông tin với mọi người là anh với chị là 15 người con nha. Hàng ngày anh với chị làm cái công việc gì? Đồ làm nông. Làm nông? Dạ. Có nhiều đất không? Không. Không. Đất đồ bà già ngói đồ để lại đồ. Không có đất mà. Bây giờ anh giới thiệu hết tất cả các tên của các con anh cho tụi em biết với. Ở đây là 11. À, đây là được 9 đứa hả? Cháu này. Nị tin nè. Con là mấy đứa? Ở đây là con là được mấy đứa? 1 2 3. Đây cháu. 3 4 5. 3 5 đứa tên phải là con. Mẹ đưa đi tắm nước rồi. Đi tắm nước rồi. 15 đứa. Hai đứa tắm nước dốc cho đây nè.
Anh giới thiệu tên con anh cho tụi em biết với. Đây là Nghe. Mấy tuổi? Nghe tên Nghe. Nghe tên Thịnh nè. Không nhớ tuổi luôn. 8 tuổi. 8 tuổi. Nghe. Nghe. Mấy tuổi Nghe? 3 tuổi. 7 tuổi. Là Nghe. Nghe 3 tuổi. Rồi bé là bếp. Này mấy tuổi? Bạn này mấy tuổi? 5 tuổi chứ à? 5 tuổi. 5 tuổi. Bếp. Tên là bếp. Eri kia là Eri là tầm 10 tuổi. 10 tuổi. Rồi bà cháu đây không biết nữa. Rồi xé ra đi, xé ra đi. Vậy là ở đây là anh chỉ có 5 người con thôi. Rồi rồi các bạn kia là lớn tuổi nhất là 20 mấy tuổi rồi? 22 tuổi hả? 25 tuổi. 25 tuổi. Lấy vợ ở lấy chồng ở đặc cơ rồi. Lấy vợ lấy chồng rồi. Đồng rồi. Đồng, mấy đứa lập gia đình rồi? Dạ. Yeah. Mấy năm đứa lập gia đình rồi. À, 5 đứa lập gia đình rồi. Dạ. Đứa lớn á. Dạ, lớn á. Chị rồi. Lập gia đình rồi. Ma, lầm lè. Ma, có cảm ơn. Lầm. Cho nhớ bé. Bé đây cũng có gia đình rồi hả? Đây, có gia đình rồi. À, bé đây. Đây bao nhiêu tuổi anh? Mấy tuổi. 7 tuổi. Lớp là chưa đâu mà. 16. 16. 16. Tí ăn lại và càng lùa với ạ, càng lùa với ta. 17 rồi, lên 17 rồi. Chưa cưới, nhưng mà còn rê, hôm nay còn rê ở đây nè. Rê ở đây luôn. Ừ, còn rê ở đây nè. Bé Út nhất đây. Bé Út nè. À, Út nhất là mấy tuổi? 3 tuổi rồi, lên đây 3 tuổi rồi. Lên đây 3 tuổi, ba lẽ cái kia là trong. Út nhất là 3 tuổi mà còn Út nữa chưa? Còn Út nữa không? Không biết. Không biết nữa. Nhưng mà chuyện như vậy thì cái công việc mà rẻ thì mình đủ để nuôi 15 đứa con không? Không đủ, thiếu thốn đó. Thiếu thốn đó. Đủ gì, quần áo, đủ đi học cũng đủ với sang cứ 2.000, 3.000 đi học. Như con bé này nè, cu này đi học này. Là cứ buổi sáng là tiền 2-3 ngàn không đưa tiền làm sao để học được. Thuê tội nó chứ người ta ăn bên nó không ăn bên mình thuê tội lắm. Dạ ở đây có mấy bạn được đi học? Dạ? Có mấy bạn được đi học? Đây đi học này. Như bé kia, chị nữa nay đi tắm nước rồi. Dạ. Chị của nó nữa. Rồi chị có mang nữa chưa? Chị có bầu nữa chưa? Đâu có cho ngủ chung này đâu mà nay không cho ngủ chung này đâu. Dạ không cho ngủ chung nữa. Ừ, rồi, nhìn chung. Ở, dạ không cho ngủ chung nữa. Sợ có con nữa. Cứ mỗi lần ngủ chung cái là có bầu đó không? Dạ. Nay là không có ngủ chung nữa rồi. Hồi đó là anh với chị là lấy nhau lúc anh bao nhiêu tuổi? Vừa 24 tuổi. Anh 24. Chắc chị 17 á. Chị 17. Là 18 năm mà là đẻ 15 đứa. Trời ơi. Cứ cách nhau năm 1 ha. Cứ 5 năm là đẻ ha. Hay ghê á. Mình không biết sử dụng như người kia nói là giờ phút của nó là mình đâu biết. Không biết là một bây giờ cũng có con vậy đó. Bây giờ anh có đòi vô ngủ chung với chị nữa không? Không. Chị có cho anh ngủ chung không? Rạch tay nó xuống kệ nè, hay mình chẳng lại. Dạ. Bữa mình ba đứa con nha. Ba đứa con mình đi lại. Đi via lại là cắt gì? Cắt bù trứng hả? Ừ, cắt. Bác sĩ nói là cứ ầm không nói. Mình nói bây giờ đè nhiều người kia nói đè hai con nói bây giờ mình đè nhiều mà mình nói nó không nói từ nó nói này cái vợ của anh á trứng nhiều lắm cứ cho đè đi nếu đè không đè mình cắt trứng á là vợ anh chết chờ cho chết hay cho xong
Mình nói ôi cho xong bây giờ mình nó nói từ đó là để luôn để biết luôn mà bệnh viện đi lại mình nè bệnh viện đi lại mình nói mình đi vô đi cắt đi đưa không để còn nhiều nữa mấy móc mình nuôi không nuôi đâu nó cũng không chịu nó đi ra để vô mình cũng không chịu nữa mình đi ra để vô luôn cái cuối cùng là nói cái vợ của anh á để nhiều lắm trừng nhiều cho nó để hết luôn đi không là cắt để cắt á vợ chết trừng nói trừng nhiều á là cắt là vợ chết nó nói không cắt đâu cứ để cho vợ để đi để nhiều đi có nghĩa là anh đẻ lúc mà đến ba người con thì anh lên bác sĩ là kêu là cắt trứng dừng lại rồi lại thì bác sĩ nói là thôi bây giờ trứng nhiều lắm đẻ đi đẻ nào hết trứng cắt. Thôi nếu cắt á là vợ chết vợ chết em cũng không biết em cứ đòi bác sĩ nói thực tế như vậy là em cũng thấy là không biết nữa cỡ bác sĩ rồi nói như vậy rồi mình cũng biết nữa là về là để miết luôn tại bây giờ như vậy là 15 đứa con thì đi học hết không như là có đứa đi có đứa không đi học hết á nhưng mà như con này nè học 9 còn đâu là học là 10 nhưng mà không đủ khả năng đi học tiếp nhưng mà không cho đi học nữa lại con nào cũng đi học thích tới nơi nhưng mà không đủ tiền ở nhà nhà học tới nơi tới chốn ha dạ không đủ nhưng mà con cũng nghĩ thấy tội ba má lo tiền bạc và không đủ khả năng đi học thì nghĩ nhưng mà bây giờ 15 đứa rồi mình đã biết cái cách nào mà để mà gọi là nó không đẻ nữa không cũng biết không biết luôn dạ cứ đẻ thì chỉ là có nghĩa là không ngủ chung thôi đúng không ngủ chung thôi nhưng chưa biết cái cách nào mà không đẻ nữa dạ. Có nghĩa là tới bây giờ vẫn chưa biết cái kế hoạch hóa thì là gì cái có nghĩa là sợ đẻ thì không ngủ chung không có đẻ thì ăn cái vật à sợ đẻ không ngủ chung nữa thôi mình đi nhé lại xé luôn cho nó đi xé anh xé giùm cho bé đi xé giùm rồi ngày là mình nhà mình ăn bao nhiêu lít gạo con ngày gạo mười lon một ngày là một lần nấu thì 7 lon 8 lon nhỉ 7 lon mà trưa nay đã ăn cơm trưa chưa chưa em không ăn cơm chưa mấy giờ ăn không buổi trưa ăn nhé nhưng mà em không ăn rồi con có các anh có ăn chưa ăn mới được rồi. Chưa ăn cơm luôn. Thường nhà mình ăn cơm cái gì? Buổi sáng cũng ăn, buổi trưa cũng ăn vậy nha. Nhưng ngày là ăn 2 bữa như 3 bữa. Ba. À 3 bữa. Ở như thường thường thấy là hình như là ăn 2 bữa, nhưng mà đây là ăn 3 bữa. 3 bữa. Mấy năm trước theo ở bên Gia Lê ăn 2 bữa. Mà này là theo nghề kinh nó ăn 3 bữa. 3 giờ chiều là ăn bữa nữa là sao? Nhưng mà mọi người để ý là cái bé 10 tuổi ở bên kia và cái bé 2-3 tuổi ở đây thì nó nhìn cái thể hình á thì nó không có khác nhau nhiều lắm. Đâu đo nữa rồi, bé 10 tuổi chứ là bé 10 tuổi đâu, bé nào 10 tuổi vậy? Bé này. Bé ngồi coi nữa đây. Chú ạ. Chú coi coi. Ồ, bé này nè. Cách nhau mấy cũng như nhau à. Cho nên là như vô nó như một cái nhà trẻ. Rồi mình đi làm vậy rồi tiền đâu mà mua đủ đồ áo cho các bé nó mặc. Đủ. Đâu. Từ khiên bữa cũng đẹp nhiều áo vậy đó. À. Bà lắm, bà yếu. Cho nên là những cái gia đình già đời nếu có đồ cũ rồi đó. Thì gỡ ra rồi. Là ai bởi vì cháu thiếu đồ á. Dạ. Thiếu đồ. Nhưng chị nào biết á mình đi mua đồ ăn chợ á thì thường thấy nhà mình 15 đứa con cứ đem vô thịt cũng đem vô mà mình không có tiền nó không đưa vậy đó không có tiền cũng đưa luôn không có tiền cũng đưa luôn nữ bà này nữ cứ ba cũng đi theo đạo Công giáo gì đó ba bán ở chợ là biết nhà mình cái gì cũng ghé vô có khi nào muốn đòi ngủ với vợ nữa không nhớ vợ đòi ngủ với vợ nữa không
Hả? Đồ hôm nay đâu ngủ với vợ đâu. Không ngủ với vợ là bao lâu rồi? Anh không ngủ với vợ là bao lâu rồi? Một tháng này rồi. Tháng ngủ với con này, con này kẹt mẹ ngủ với bố thôi. Chị, anh có đòi ngủ với chị không? Hả? Sao chị? Nói đi sợ. Nói đi sợ. Lời. Anh có đòi ngủ với chị không? Cưng qua già qua chị rồi. Cứ giật lẹ xin là giật lẹ bé thôi chơi nhỉ. Chị chị muốn sanh em bé nữa không? Sao vậy? Nói à, tính hai vợ chồng tính sanh cho hết trứng không ạ? Bây giờ sợ rồi hả? Sao sợ chị? Nuôi hả? Có cơm ăn. Có cơm ăn. Nuôi không có cơm ăn. Nhưng mà ở nhà mình thì làm ruộng làm rẫy nhiều không? Ừ. Sao rồi? Thì sao? Thì sao thì ít. Rất là sao ít. Mùa nắng thì không có nước, mùa mưa thì có. Vậy là... Dạ? Chị ở nhà giữ các bé, anh đi làm thì sao? Đi làm chung, là mấy bé tự nhà tự chơi tự nhử nhau đúng không? Nhưng mà có một cái em thắc mắc về là 15 đứa con á là sinh thường hết hả? Bình thường hết. Ừ. Chị có đi bệnh viện sanh không hay là sanh ở nhà? Tự sanh hết hay sao? Ở nhà hết. Đây nè, con này đi nè. Con này bữa sinh nhật đông người quá ở nhà mới đem đi bệnh viện nữa. Không là để ở nhà thôi. Để ở nhà thôi. Ừ. Chứ không có tiền đi bệnh viện đẻ luôn. Không. Ừ. Tự mua thuốc ở ngoài để ở nhà luôn. Rồi anh nói là có đứa bé là nó chưa út là anh tính đẻ nữa rồi kìa, chị chịu không? Không biết luôn. Hả? Theo cào cho thôi, cào còn cho là còn đẻ nữa. Đẻ nào mà hết trứng thôi. Bác sĩ nói mà. Rồi hôm nay nhà mình ăn cơm gì á? Chưa nấu luôn. Ăn cơm gì chị? Như thường là mấy giờ mình ăn cơm? Ăn cơm trưa nè. 11-12 giờ. Dạ, bây giờ là bắt đầu tới giờ cơm rồi đó ha. Tại mấy đứa con mình không ăn, con không ăn đâu. Dạ ha. Thông tin với cô bác với anh chị, mỗi một cái bánh như thế này chỉ có 5.000 đồng thôi. Mà để cho các bé nó cùng đồng loạt ăn á là 15 đứa. 10 đứa là nhiêu? 50.000 đúng không? Ừ. 5 đứa kia là 30.000 nữa. Ủa? 75.000. Ăn bánh sơ sơ thôi, đừng nói ăn gạo. Ăn gạo là phải nói là ngày nấu 8 lon. Không, một bữa là nấu 7 lon. Buổi sáng 7 lon. Buổi trưa 7 lon, chiều nữa 7 lon là thành 20 mấy lon. 21 lon, 37 21 lon. 21 lon, gạo không á nha. Gạo luôn là 21 lon. 21 lon. Rồi còn thức ăn thì... Thức ăn nữa, khác nữa thức ăn. Ví dụ mình không có tiền để mua thịt mua cá thì mình ăn với thức ăn gì? Lá mì đúng không? Đây nè, toàn lá mì, ăn lá mì thôi. Toàn ăn lá mì thôi. Có mua thịt không? Không. Một ngày là anh làm được bao nhiêu tiền? Đồ đi làm của mình thôi mà, không đi làm người ta đâu mà. À, tự mình làm cho mình thôi. Có nghĩa là tới mùa thu hoạch, nó có lúa, có mì gì nó mới bán, có tiền đúng không? Chứ còn bình thường không có tiền. Không có. Không có đi làm, không có tiền đâu. Tại ví dụ Tết mà sắm đồ cho các bé thì sao? Không có. Đâu có tiền đâu sắm. Ở nhà vậy thôi, người ta đi ăn Tết, mình ở nhà thôi, không đi đâu. Bữa đi ăn Tết. Nè, đi, đồ đi, không có tiền, đi làm gì.
Ăn cơm là phải ra ngoài sân ăn hay là ăn ở trong nhà? Ở trong nhà. Ở trong nhà ăn ngồi sao hết? Rồi đủ không? Đủ chỗ ngồi không? Ờ, ngồi quần nhà đó. Bằng ở nhà đó ha. Thì mà có nhiều con, đông con ấy vậy á, thì đi ra thì hàng xóm á, những người họ ở chạy là người ta có nói gì mình không? Nói chứ, người ta nói đê gì còn nhiều, mình lại đổ biết đồ, rồi cho mình đê chứ. Trời cho mình ai cũng đẹp. Nói mình ai, như cũng, mình nói mình kế hoạch rồi, cũng không... Đồ hết, ở hết, chết thật ở ngoài. Ừ. Đây này, chị đặt vòng tự nhiên ngã luôn á. Không học. Đặt vòng lắm. Không học, học tự nhiên ngã luôn. Uống thuốc tránh thai thì ói miết. Không học. Còn ví dụ như là cái việc mà dùng bao huyết thì không có tiền mua, tiền đâu mua. Bây giờ tiền có mua thịt mua cá thì lấy đâu tiền mua bao. Khó thiệt đó chứ. Đấy, để cái con ba con tư gì đó mình đem về giờ lại nói mình nói khách sạn đi con mình để nhiều mới mất mình nuôi không nói đâu là nói mình là chụp qua chụp lại bây giờ bác sĩ đi ra đi vô không dám nói mình hỏi luôn mới nói lại anh nói đi anh nói thật đi cái gì anh không nói bây giờ nói chờ anh này vợ anh á trừng nhiều lắm nếu khách sạn là vợ chết anh thích vợ chết ha anh thích vợ sống mình nói xong nhớ xong trò đề đi trừng nhiều lắm nếu mình khách sạn là vợ chết từ đó là bây giờ để miết luôn để miết cái cùng sống à cùng sống thôi vậy là đẻ như bình thường đúng không cũng hay vợ thương vợ đưa vợ nên cho vợ đẻ nhiều để thôi vợ chết nếu bữa mình khách sạn chắc vợ mình chết nhưng mà ở làng này thì ngoài gia đình anh mà đông con vậy còn gia đình nào mà đông như vậy nữa không không có ha anh là đặc biệt á là em thấy có cái đồng hồ xịn lắm không có tiền sao tự nhiên có cái đồng hồ xịn vậy ta để chị mình ở làng mình mua cho nè anh nhiêu tiền tặng ha không biết nữa 200-300 vậy đó có khi nào bán đồng hồ đó đi mua gạo cho con ăn không không chị mình nói nếu bán mình cũng nói chị mình chứ mình bán đồng hồ rồi chứ gạo mình bán vậy bây giờ anh với chị cho em vô nhà coi cái nhà tâm đồng hồ là bây giờ ăn cơm trưa ha bây giờ vô ăn cơm đi cho các bé vô ăn cũng sao đó vì anh em mình này cái gì chuyện như vậy cho ăn cơm trưa đi bởi vì quá giờ trưa là các con nó đói bụng bây giờ xách cái chiếu này vô ăn cơm trưa nha rồi ok để mọi người thấy được là một bữa cơm trưa của anh tên gì siêu long còn chị tên gì Salon non đúng không? Thôi vô cơm trưa đi. Bây giờ là để thấy một cái bữa cơm của anh Siêu Long như thế nào, nhà gia đình Siêu Long như thế nào thì mọi người sẽ vô. Bởi vì đi cái giờ này thì cũng trúng giờ cơm trưa. Dạ. Đúng rồi. Cho nên là thôi cũng là một cái mà để chia sẻ mọi người là một bữa ăn có cơm và các món như thế nào. Yeah. Rồi ăn kiểu nào khi mà 15 người ngồi ra một cái nhà như vậy thôi. Yeah. Bây giờ dọn vô ha. Yeah. Ok.